À, tiếp theo cái đề tài xin mời thạc sĩ Bình, Nguyễn Gia Bình sẽ báo cáo đề tài là nghiên cứu chức năng tâm thất trái bằng kỹ thuật siêu âm đánh dấu mô cơ tim trên người béo phì. À, xin mời thạc sĩ Nguyễn Gia Bình. Dạ, kính thưa hội nghị, sau đây em xin trình bày nghiên cứu chức năng tâm thu thất trái bằng kỹ thuật siêu âm đánh dấu mô cơ tim ở trên người béo phì. Thì nội dung cũng có 4 vấn đề. Thứ nhất là đặt vấn đề, hai là đối tượng phương pháp nghiên cứu, thứ ba là kết quả nghiên cứu và bàn luận, thứ tư là kết luận kiến nghị. Chúng ta đã biết béo phì là một tình trạng bệnh lý đa yếu tố có sự liên quan giữa béo phì và tình trạng dinh dưỡng quá mức không hợp lý. Béo phì là ngày càng tăng ở các nước phát triển và các nước đang phát triển với tốc độ báo động. Béo phì là cũng là một cái vấn đề sức khỏe nghiêm trọng ở các nước đang có xu hướng gia tăng nhanh ở các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Và tính đến hiện tại thì số người béo phì ở trên toàn thế giới là chiếm khoảng 2,1 tỷ người và chiếm khoảng 30% dân số ở trên thế giới. Con số này đang có xu hướng dừng lại, không có xu hướng dừng lại, và hàng năm có hơn 3 triệu người chết là vì béo phì. Tỷ lệ béo phì ở trên toàn thế giới là tăng gấp 3 lần so với năm 1975. Ngoài việc giảm đáng kể tuổi thọ của một con người, thì chất lượng cuộc sống của người béo phì thì cũng đang có xu hướng giảm xuống và ảnh hưởng đáng kể. Béo phì là mang đến nhiều rủi ro tới sức khỏe và nhiều mắc nhiều các nguy cơ như là tiểu đường, bệnh tim mạch và thậm chí một số bệnh ung thư. Theo nghiên cứu của Galine thì béo phì là nguyên nhân chiếm gây ra 11% trường hợp suy tim ở nam giới và 14% ở nữ giới ở trên Hoa Kỳ, và tần suất tiếp tục gia tăng. Hàng năm là có 41% dân số Hoa Kỳ là tiếp tục bị béo phì và thừa cân. Theo nghiên cứu khoa Menham thì tăng mỗi đơn vị BMI thì tăng nguy cơ suy tim là 5% ở nam giới và 7% ở nữ giới. Và ở trong thực hành lâm sàng này là siêu âm tim như là một cái công cụ chẩn đoán thường được lựa chọn. Và trong ngày nay thì những thông số biến dạng của cơ tim thường được xem là một thông số mà giúp đánh giá sự suy giảm chức năng tim từ rất sớm. Và siêu âm tim đánh dấu mô làm mô cơ tim là một kỹ thuật mới, và nhiều nghiên cứu cho thấy rằng là siêu âm đánh dấu mô cơ tim có thể đánh giá sự suy giảm chức năng tim kinh đạo khi mới có bất thường về chức năng của mô và chưa có biến đổi về hình thái của cơ tim. Và kỹ thuật siêu âm đánh dấu mô có thể là đánh giá chức năng cơ tim theo nhiều hướng khác nhau mà không phụ thuộc gốc. Từ đó, nghiên cứu của chúng tôi nghiên cứu với hai mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất là nghiên cứu chức năng tâm thu thất trái bằng kỹ thuật siêu âm đánh dấu mô cơ tim trên người béo phì. Và mục tiêu thứ hai là đánh giá rối loạn chức năng tâm thu và hình thái thất trái bằng kỹ thuật siêu âm đánh dấu mô trên người béo phì. Và nghiên cứu chúng tôi là chọn là một nghiên cứu là nhóm bệnh nhóm chứng, là gồm có 41 bệnh nhân đang béo phì làm nhóm bệnh và 33 bệnh nhân không béo phì làm nhóm chứng. Tiêu chuẩn chọn bệnh là các bệnh nhân đồng ý tham gia nghiên cứu và được đánh giá theo tiêu chuẩn phân loại thừa cân và béo phì dành cho các nước châu Á theo NICE 2014. Và tiêu chuẩn là trừ là bệnh nhân có các bệnh lý về tim mạch, nội tiết, hô hấp ảnh hưởng đến kết quả của siêu âm tim, ảnh hưởng tới chất lượng hình ảnh xấu, mức lớn hơn 3 đoàn cơ tim, lớn hơn trên một mặt cắt, hoặc là không phân tích được trên được một mặt cắt trong 6 mặt cắt, bơ nội mạc không trọ, hoặc là bị nhiều, bệnh nhân không đồng ý tham gia nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu của trên nhóm người béo phì là tỷ lệ kết quả của nghiên cứu chúng tôi có một số kết quả như sau. Thứ nhất là nhóm người béo phì thì nam giới chiếm 58,5%, nữ giới chiếm là 41,5%, độ tuổi trung bình là 47,85 cộng trừ 12,77. Trong ba nhóm tuổi là chúng tôi phân là nhỏ hơn 50 tuổi, từ 50 cho tới 70 tuổi và lớn hơn 70 tuổi, thì nhóm 50 cho tới 70 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất là 68,3% và có BMI ở trung bình là 27,31 cộng trừ 1,9. Nhóm chứng của chúng tôi thì độ tuổi trung bình là cùng tương đương với tổng người béo phì là 48,33 cộng trừ 15,67 và BMI trung bình là 21,03 cộng trừ 1,39.
Có một số các nguyên nhân mà gây ra tình trạng béo phì như là bệnh nội tiết, di truyền, giảm hoạt động liệt thể lực, ăn nhiều hay hút thuốc lá, thì trong đó là có nhóm nghiên cứu của chúng tôi có điểm cao nhất là chính là bệnh nhân có thói quen ăn nhiều chiếm 36,6%, bệnh nhân giảm hoạt động thể lực là chiếm 26,8%. Ở trên nhóm nguyên nhân ở về bệnh nội tiết thì chiếm thấp nhất là 2,4%. Về so sánh các thông số ở biển dàn tâm thu theo trục dọc nội tâm mạc giữa nhóm người béo phì và nhóm đối chứng, thì nhìn chung thì các thông số biển dàn tâm thu theo trục dọc ở mặt cắt 2 buồng, 3 buồng, 4 buồng và các tốc độ biển dàn của chức năng tâm thu 2 buồng, mặt cắt 2 buồng, 3 buồng, 4 buồng thì đều giảm so với nhóm chứng, và cái sự giảm này có ý nghĩa của thống kê. Về so sánh các thông số biến dạng tâm thu theo trục chu vi nội tâm mạc ở nhóm người béo phì và nhóm đối chứng thì cũng có sự giảm giảm theo các theo mặt các trục chu vi ở các giữa mỏm, thì ở trên nhóm người béo phì giảm cũng so với nhóm chứng. Thì ở trên nhóm người béo phì là mặt biến dạng tâm thu theo trục chu vi nội tâm mạc ở giữa là trừ 21,67 thì giảm so với nhóm chứng là 25,67. Biến dạng tâm thu theo trục chu vi mỏm là trừ 22,77, giảm so với nhóm chứng là trừ 28,44, và sự biến sự giảm này có ý nghĩa của thống kê. Và so sánh chức năng tâm thu thực tại ở nhóm người béo phì và nhóm đối chứng thì chung thì chức năng tâm thu thực trải của nhóm người béo phì thì giảm so với là chức năng tâm thu thực trải ở trên nhóm chứng. Trên nghiên cứu của chúng tôi thì nhóm người béo phì là có chức năng tâm thu thực trải trung bình là 58,07 cộng trừ 3,87, giảm so với nhóm chứng là 64,85 cộng trừ 3,11. Về so sánh về biến dạng tâm thu thực trải theo hình thái của thực trải thì như ở phi đại thực trải là một cái yếu tố nguy cơ tim mạch quan trọng thúc đẩy quá trình tiến dẫn tới tình trạng quá tải áp lực. Nhưng khi mà tĩnh đang hồi của thực trải giảm thì nó sẽ dẫn tới là tình trạng suy tim. Đầu tiên là suy tim phân số cầm máu bảo tồn, sau đó là suy tim phân số cầm máu giảm. Thì ở trên nhóm người béo phì của chúng tôi là có chia làm các nhóm. Thứ nhất ở phi đại đồng tâm, phi đại lệch tâm, tại cấu trúc đồng tâm và trên nhóm người bình thường. Thì đối với nhóm người phi đại đồng tâm thì có chín người. Phi đại lệch tâm đó 3 người và tại cấu trúc đồng tâm là 8 người. Thì nhìn chung là các thông số biến dạng chức năng tâm thu thực trải ở trên người béo phì thì đều giảm so với nhóm chứng, và cái sự giảm này có ý nghĩa thống kê. Cũng tương tự là so sánh các thông số biến dạng tâm thu theo chu vi theo hình thái thực trải ở nhóm nghiên cứu thì chúng tôi cũng thấy là có các biến dạng thông số biến dạng tâm thu thực trải chu vi ngang mỏm và biến dạng toàn bộ tâm thu thực trải theo chu vi trên nhóm các trên nhóm là phi đại đồng tâm là giảm so với là nhóm chứng. Về so sánh chức năng tâm thu thực trải theo hình thái của thực trải trái thì chức năng tâm thu thực trải ở các nhóm biến đổi hình thái tim phi đại đồng tâm, phi đại lệch tâm, tại cấu trúc đồng tâm ở trên người béo phì thì giảm so với là nhóm đối chứng, và sự khác biệt này cũng có ý nghĩa thống kê. Và từ những kết quả trên thì chúng tôi rút ra một kết luận, đó chính là siêu âm đánh dấu mô cơ tim giúp phát hiện sớm sự biến dạng cơ tim và các rối loạn chức năng tâm thu thực trải trên người béo phì khi chưa có suy tim. Và cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin mời Phó Giáo sư Phong Minh Lời nhận xét về đề tài này, báo cáo này ạ. Tôi xin lỗi là vì không liên quan đến cái vấn đề một là làm siêu âm tim và hai là không có về cái trong cái lâm sàng của tim mạch, và do vậy xin nhường lời lại cho các thầy khác trong chủ tọa đoàn. Trước hết chúng tôi xin cảm ơn cái báo cáo của Thạc sĩ Nguyễn Gia Bình.
về cái siêu âm tracking đánh dấu mô. Đây là một trong những kỹ thuật chẩn đoán về suy tim mới nhất, và nó có thể phát hiện từ những giai đoạn rất là sớm. Và đặc biệt là trong cái đề tài này thì tác giả đã nêu bật cái vai trò của cái siêu âm đánh giá mô ở trên bệnh nhân béo phì, là những cái bệnh nhân mà tiềm ẩn tình trạng tăng suy tim tâm trương, và sau đó là sẽ dẫn đến cái tình trạng suy tim tâm phù. Ngoài ra đây là những cái đối tượng mà dễ mắc phải những cái bệnh kèm theo khác như là đái tháo đường, tăng huyết áp vân vân, và những cái yếu tố nguy cơ đó nó cũng ảnh hưởng một phần nào nữa lên cái chức năng của tim. Xin cảm ơn thạc sĩ Bình.